Mà làm hết Bình Dương xin chào bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị đang xem trên kênh YouTube của Mà làm hết Bình Dương ha. Hiện tại thì hôm nay sẽ có một cái đám tang rất là lớn và cũng rất là gần mộ của chú Vũ Linh luôn. Và cái mộ này cũng rất là đặc biệt ha. Và đặc biệt ở chỗ nào thì Mà làm hết sẽ cho tất cả bà con cô bác xem. Thì ở bên kia, phía bên kia là mộ của chú Vũ Linh. Cách bên hàng cây bên đó là tới ha. Rất là gần luôn. Thì đây mộ đã được dựng lên hai cái căn rạp ha. Và các cô chú các anh chị thấy thì cũng được che bạt. Đó, che bạt kính hai bên, những cái bên này. Mục đích che bạt này chắc có lẽ là bà con cũng chưa biết đúng không? Thì do là bên Hoa Viên họ có là nuôi nai, nuôi ngựa, rất là nhiều động vật luôn. Cho nên là họ sẽ che những cái tấm này để ngăn chặn những cái con nai nó vào đây. Đó. Thì ở đây 15m thấy Nguyệt Mộ đã được trang trí bằng hoa rất là nhiều ha. Hoa nè, đó, bốn góc luôn. Thành thì cũng đã được để lên những cái tấm bạc ha, đó, rất là đặc biệt luôn. Thì giống như là bên cái công viên Long Thành Đồng Nai á, cũng trang trí theo cái kiểu này ha, nhìn nó rất là đẹp đó. Thì 15m cũng đã nghe là hôm nay là có một cái đám tang rất là lớn ở gần mộ của chú Vũ Linh. Thì 15m cũng không biết là nó như thế nào nữa, cho nên là mình mới qua đây mình ghi hình lại cho tất cả bà con xem. Ở đây thì đất nè, đất cát nè, người ta để sẵn ở đây ha, để một lát nữa người ta sẽ lắp đó. Thì hiện tại là ở bên dưới là người ta đang làm cái lễ động quan đó. Kể cả bên dưới luôn ha, cũng đã được trang trí đó, rất là lạ ha. Ở đây thì 15m thấy người ta để sẵn là 5 cái bộ bàn. Hello anh trai. Đó, để 5 bàn ha, có ghế sẵn nè. Đó, ở bên dưới nhà là người ta đang làm cái lễ động quan. Rất là đặc biệt ha. Anh hình như là trước nay mình chưa có cái đám tang mà ta trang trí Nguyệt Mộ không ta? Có không anh? Hình như trước đám của chú Vũ Linh có không? Có trang trí không ta? Hình như không đúng không? Hình như gần đây em mới thấy. Đó, trang trí cái Nguyệt Mộ ở trên thành. Trang trí bằng hoa cũng như là thành dách luôn, thành dách cũng được trang trí luôn nè. Đó. Bằng vải lụa ha. Ở bên dưới thì cũng được trang trí luôn. Ở đây kia heo 15m nghĩ là một người phải nói có tầm ảnh hưởng. Ở bên dưới thì 15m thấy có một cái số 30 vậy. Là mình không có đọc được, không biết là chữ này là chữ gì nữa. Ở hai góc trên ha là có cái hai cái tràng hoa sen trắng đó, rất là đặc biệt luôn. Thì đây là một cái đám tang theo 15m nghĩ là sẽ rất là lớn, rất là hoành tráng ha. Do là hôm qua là bên phía nhân viên của Hoa Viên người ta cho biết là sẽ đám tang rất là lớn. Ở ngoài kia 15m thấy có sẵn mấy anh đậu tì rồi kìa. Đó. Không biết có phải là đám này hay không nữa. Đó. Thì bây giờ 15m sẽ đi về mộ của chú Vũ Linh nè. Thì để xem coi là bao nhiêu cách bao nhiêu mét. Nói chung là mình em 15m thấy là rất là gần luôn, tầm khoảng 100m, cỡ 100m hơn tí xíu là tới ha, đi vài bước chân là tới rồi đó, qua cái hàng mẫu bên đây nữa là tới ha. Một cái đám tang siêu hoành tráng luôn. Đó, Nguyệt Mộ là trang trí như cái hồi trước 15m có quay hình cái Nguyệt Mộ của mẹ vợ của diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm. Thì cái Nguyệt Mộ cũng trang trí rất là đẹp luôn ha. Đó, trang trí rất là hoành tráng luôn. Mỗi chỗ thì có một cái cách trang trí khác nhau. Đó,
Như vậy là 15m cũng đã về tới mộ nè. Đó, xe máy của 15m để kế bên ha. Cách có vài căn thôi. Vài giải mộ thôi. Đó, Hải đang đi ngoài kia ha. Mộ của chú Du Linh thì được trồng cỏ nè. Được trồng cỏ là coi như là kín hết luôn á. Đó, về tới mộ của chú ha. 15m nhớ là mộ của chú hồi trước là không có được trang trí hành vách như vậy, nó khác. Mộ của bác Ngộ cũng vậy, không có thấy trang trí cái huyệt, chỉ là bằng bê tông thôi. Mình nhìn bốn vách là bê tông. Còn bây giờ hình như là có lẽ là người ta cải cách hơn, cải tiến hơn. Người ta có điều kiện thì người ta sẽ làm bông hoa đẹp hơn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì mộ của chú vẫn đẹp nhất ha. Đó, lúc nào cũng tràn ngập hoa tươi nè, trái cây nè. Đó, lúc nào cũng có nhan khói ha. Hoa ly ha, hoa ly trắng, rồi hoa ly đỏ nè. Thơm ngát cái mùi hương luôn. Đặc biệt là có hoa ly kép này 15m không thấy nó bị héo hoặc là úa ha. Cái hoa ly mà hoa ly đơn, hoa ly bình thường á thì chưng khoảng tới 12 giờ trưa là 15m để ý nha, cái lá nó bắt đầu nó rụ xuống, cái bông nó cũng rụ xuống luôn. Nó không có chịu được nắng, nhưng mà không biết sao mà cái hoa ly kép này nó lại chịu được cái nắng rất là chói chang của mặt trời. Đó. Cái đợt mà 15m quay tại Long Thành Đồng Nai, đám tang của mẹ vợ của diễn viên Hà Lê Dương Bảo Lâm, người ta trang trí hình như hoa phải nói hoa rất là nhiều luôn. Đó. Rồi có lẽ là thời gian gần đây thì cái xu hướng mà trang trí cái huyệt mộ bằng hoa đó nó trở nên phổ biến hơn. Nó vừa đẹp mà nó vừa để lại một cái dấu ấn gì đó rất là đặc biệt ha. Ở dưới đây thì cũng có một cái hoa nữa. Mình để dưới đây thì nó không có được đẹp. Bây giờ 15m để ở trên đây. Để trên cái đôn này. Mình để trên cái đôn nó sẽ tôn vinh được cái hoa hơn. Đó. Nhìn thấy nó giống như nó được trang trọng hơn. Hoa này là của hôm qua của một chị gái mang tới im hai trái bưởi ha. Hai trái bưởi. Mình để ở trên đây thì nhìn hoa nó được trân trọng, nó trân quý ha. Và cái người mà người ta mua hoa đem tới cũng được trân quý nữa ha. Ví dụ như khi nào mà khán giả viếng nhiều quá đó, không còn chỗ để á, thì mình để dưới. Còn mà khán giả ít thì cái hoa mình để lên những cái đôn như vậy nè, nó sẽ đẹp hơn. Đó, các cô chú anh chị thấy không? Nó xòe ra như cái quạt vậy. Đây là cái màu hồng ha, màu hồng mà nó hơi pha tím nhẹ tí xíu. Đó, còn cái này là màu trắng kem. Màu trắng giống cái màu khăn trải bàn hồi sáng 15m cũng đó. Toàn cảnh sáng nay ở mộ chú Du Linh ha. Sáng nay thì hơi vắng khán giả do là cũng là ngày thứ ba, cũng là ngày là đầu tuần, ngày bình thường đi làm ha, cho nên là chỉ có mấy anh em YouTube với lại ekip thôi. Sáng nay bộ phận ekip thì chỉ có anh Phương với là anh Ngọc đó. Còn mấy chị ekip thì chưa có đến, thường là tầm hơi trưa. Rồi đến đây thì 15m Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con, cô bác, quý cô chú, anh chị rất là nhiều. Bà con xem video nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.